Chuẩn, sao? Thank you. Chúng ta mở ra nhé. Mở sách ra xem sao có mười mấy bạn vậy à? Bài viết thì hôm trước về các bạn đã tập viết bài nào chưa? Bài viết của đề 2 mình có bệnh viện Sun Ring Home, đúng không? Hospital, đúng không? Chúng ta có CO nọ thì các bạn đã học rồi, cô dạy rồi, nó là cái gì các bạn còn nhớ không? Complainer, đúng rồi, chính xác. Rồi thế chúng ta thấy thông tin ở đây, mã này, tên này, given name, tên họ, tên họ là surname này, rồi given name là Susan, rồi date of birth the 10th of December 1959, sex female. Chúng ta viết thật rõ ràng, mô tả tất tần tật những cái thông tin này lên, đúng không? Đây là hồ sơ của bệnh nhân, đúng không ạ? Susan John at Sandringham Hospital, đúng không? Này đến S signature, printed name, staff category, date and time to all entries. Người ta nói là bổ sung tất cả các cái chữ ký này, tên chữ viết in tên ông đấy này, nhân viên phục vụ này, rồi ngày và giờ, tất cả các cái mà nhập thông tin vào, đúng không? Make all notes concise and relevant, làm cho mọi cái thông tin ngắn gọn và súc tích. Leave no gap between entries, không để chỗ trống nào giữa các cái dữ liệu nhập vào ấy, đúng không ạ? Thì mình không để cái ô trống nào. Thế thì date and time ở đây, cái cột này này, date and time thì là đây, ngày 18 tháng 5 năm 2012 thì vào lúc 22 giờ 30 phút, thì ông ấy như thế nào đây? Ông ấy kể là ông ấy bị gì? Chest pain, đau ngực này. Bác sĩ on duty, bác sĩ trực thông báo, đúng không ạ? Administer via mask, blood pressure, ông ý blood pressure, huyết áp, đúng không ạ? 220/100, rồi pong, nhịp tim, sung đấy ạ, ECG thì là electrical diagram, điện tim, điện tâm đồ, đúng không ạ? Đề xuất là chụp điện tâm đồ, attended by staff nurse. Okay. Order. Đề xuất trong này chụp điện tâm đồ, đúng không ạ? Điện tim đó. Và theo dõi bởi y tá, nhân viên y tá. Đó. Và 22 giờ 5 phút thì GTN administer. Các bạn đọc cái này xong các bạn viết cái này ra diễn ra bài viết khoảng độ 100 đến 120 từ. Thế. Các bạn đã vào đủ chưa nhỉ? Các bạn ở nhà các bạn đã viết chưa? Mình đã viết sẵn chưa? Hả? Hello? Phải chẳng nói nữa làm sao học đây. Lớp ơi. Cả lớp. Trả lời luôn, đâu đi đâu rồi. Hello. Em chưa viết ạ. Chưa bạn nào viết gì cả hả? À. Ngay nhỉ.
tôi biết rồi chứ. Chưa biết thì các bạn phải về nhà viết thôi. Cô cháu hướng dẫn qua một em cách viết cái bài này được không ạ? Thì đấy, cô nói với các bạn là gì? Các bạn diễn giải tất cả các cái thông tin này ra thành một cái dạng văn bản, chứ không phải là hôm trước cô hướng dẫn rồi, bạn có học không? Buổi trước cô đã hướng dẫn bài viết số 1 rồi, các bạn diễn đạt cái này ra bằng văn bản nhé. Bằng văn bản, đồng đoạn văn, lời văn, chứ không phải là ở trên cái question record như thế này, viết tắt như thế này. Mình phải hiểu được tất cả cái này. Thì vào 22, cô nói tiếp này, vào 22 giờ 5 phút thì người ta kiểm soát cái GTN, tức là cái gọi là gestational trophoblastic neoplasia, thì người ta gọi là biến chứng của trứng, hay còn gọi là tăng sản nguyên bào nuôi đấy. Cô cũng không hiểu rõ về y như thế, thì người ta kiểm soát về cái này. Các bạn biết là cô đánh cái chữ viết tắt đấy lên cửa sổ chắc đúng không cô? Hay còn gọi là trứng chữa trứng, hay là còn gọi là tăng sản nguyên bào. Gọi là triệu chứng kiểm soát cái này nhé, kiểm soát tình trạng đó. Và 22 giờ này, 22 giờ 05 phút thì stress pain relief, tức là người ta theo dõi đấy, giảm chứng đau ngực đi nè. Đấy, vào ngày 15 tháng 5 năm 2012 vào lúc 5:30 thì đau được huyết áp, 2:30 thì đau được huyết áp là như thế này, nhịp tim là như thế này, no complain for the chest pain, không còn, nhưng không còn phàn nàn về đau ngực nữa. Đó. Ở trên là giảm, ở dưới là không còn phàn nàn về đau ngực nữa. Thì bây giờ mình phải diễn cái bài này ra thành đoạn văn. Đấy. Một hoặc hai đoạn văn thì em nói là đây là bệnh án patient record của cái ông này, của bà này, bà. Vừa bị áo ra, các bạn diễn cái này ra thành tiếng Việt. Đây là bệnh án của bà Susan, bà John Susan đúng không? À, Susan John đúng không ạ? Tên Việt thường viết trước, còn tên họ viết sau. Và đến đây là bao nhiêu tuổi? Em nói ra, nếu bà sinh ngày như này em nói luôn là bà từng ấy tuổi đúng không? Đấy, không cần phải ghi là sex female thì là người ta đã hiểu là bà thì kiểu là đàn bà rồi đúng không? Đó, thì ngày các cái thông tin liên quan đây người ta điền đây rồi, thì em nói luôn là ngày này đã ở bệnh viện Sandringham Hospital đúng không? À, Sandringham Hospital đấy. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2012 thì vào lúc giờ này thì bà vào với tình trạng, những cái tình trạng như ở trên, kiểm soát những cái gì này, kiểm soát cái ngày này, rồi bà phàn nàn kể bệnh she complained of theo as reported by the doctor on duty đó.
Em kể cái trên ra xong bắt đầu em nói tiếp là gì ạ? Vào lúc 22 giờ 5 phút thì phải làm cái kiểm soát cái GTN của bà đấy này. Sau đó rồi đến chết để giảm cái chest pain. Vào lúc 22 giờ 10 phút thì bà đã cái chest pain relief rồi, nhẹ nhàng đi rồi, dịu đi rồi, giảm đi rồi đó. Đấy. Rồi đến 10 ngày 19 tháng 5 vào lúc giờ như thế này thì huyết áp các thứ tim được mạch thì như này và bà không còn đau được nữa đó. Thế thì tiếp tục thế thôi, chỉ kể ra như vậy thôi, làm sao đủ khoảng 10 dòng 100 từ đấy. Bài viết số 1 là như vậy, hôm trước cô đã hướng dẫn rất kỹ các bạn rồi, cả bài viết số 2 nữa. Bài viết số 2 thì sẽ chiếm 60%, còn bài số điểm số, còn bài viết số 1 thì chiếm 40% đó. Bài viết số 2 là How important do you think family medicine is? Bạn cho rằng cái y học gia đình thì nó có tầm quan trọng như thì các bạn phải biết được cái tầm quan trọng như nào. Thì hôm trước các bạn cô đã dẫn các bạn là làm thì một đoạn mở cùng khoảng 2-3 câu, sau đó đoạn thân thì phải mất 2 đoạn nhé. Và đoạn cuối cùng là bạn đoạn kết luận nhé. Ít nhất tối thiểu phải là 4 đoạn như vậy. Và hôm trước cô đã hướng dẫn cho các bạn, bạn nào nếu học thì chắc mượn vở của các bạn khác đi. Cô đã hướng dẫn các bạn cả cái cách liên kết các cái câu văn với nhau và các cái đoạn văn với nhau, đúng không? Các bạn đã còn học thì còn nhớ đúng không? Đúng buổi này của tuần trước cô đã hướng dẫn các bạn rồi và cho các bạn ghi ra, cô còn chat lên cửa sổ chat. Bạn nào chưa ấy thì các bạn phải xem lại nhé. Đấy. Thế thì cái định hình cái bài viết này sẽ viết như thế nào? Các bạn ngồi chuẩn bị mấy phút đi, xong bắt đầu cô hướng dẫn nhá. Nó phải gạch ý ra như cái dàn ý tiếng Việt ấy, sau đó mới 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 viết được. Nhá.
Đó. Đấy. How important do you think family medicine is? Bạn nghĩ rằng khi học gia đình quan trọng như thế nào thì mình phải phân tích được là mình hai cái đoạn văn thân đấy, thân bài đấy thì mình sẽ viết hai ý gì. Mà hôm trước cô dẫn các bạn là phần mở bài thì mình sẽ viết cái phần introduction là khoảng 2-3 câu. Thì thứ nhất là mình nói cái xu thế chung chung y học ngày nay, tức là ngày cuộc sống càng phát triển thì người ta càng quan tâm đến ngành y học, đặc biệt là y học gia đình. Đấy chính là cái general statement chung chung đúng không ạ? Sau đó mình thắt lại như cái hình cái phễu phía dưới đó là gì ạ? Y học gia đình đóng vai trò quan trọng không chỉ như thế này mà còn như thế kia, thì người viết người đọc sẽ biết là em chuẩn bị viết là hai ý, ý như thế này và ý như thế kia. Đoạn một viết về cái này, ví dụ như là nó quan trọng như thế nào các bạn thử nghĩ xem nào, hai ý các bạn sẽ viết đó là gì, hai ý lớn. Primary care. Primary care nó provide đúng không ạ? Providing the primary care for all the patient before referring to consultant, trước khi mà chuyển đến bệnh viện, để trước khi chuyển đến những cái bác sĩ chuyên gia đúng không? Tư vấn trước khi chuyển đến referring to the expert, các cái chuyên gia chuyên ngành đúng không ạ? Đó. Thứ nhất là cung cấp cái chăm sóc ban đầu đúng không ạ? Giảm tải cho gì nữa nhỉ? Giảm tải cho các cái bệnh viện đúng không? Đúng không? Primary and early care đúng không ạ? Đấy, ý thứ nhất, ý thứ hai là Trong gì? đấy có cả urgent care, chăm sóc khẩn cấp. Đấy thì tí nữa em viết em diễn ra thêm. Gì nữa, chăm sóc ban đầu này, cái gì nữa nhỉ, các bác sĩ, các bạn ngành y các bạn phải biết chứ. Thế thì khi mà đọc như vậy, người viết sẽ biết rằng chúng ta chuẩn bị viết hai ý. Ý một là cung cấp cái chăm sóc ban đầu và khẩn cấp đúng không, ý hai là gì? Health education ạ, và immunization ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu như là ý em nói là sẽ giáo mang tính giáo dục cho cộng đồng à? À, hay là cung cấp kiến thức đúng không Vâng. cho bệnh nhân đúng không? Providing not only primary and early medical service hoặc là medical care for the patient in the whole country đúng không ạ? In the world before à, xong rồi not only như thế, not only providing như thế nhưng but also đấy, không những mà còn, mà còn thì nói tiếp, mà còn cái gì, mà còn gì ạ? Prevention, Cái gì, cái gì đấy, rõ lại cô xem nào. vaccination ạ. Đấy, providing vaccine, cô tưởng vaccine thì phải đến các cái trung tâm chứ, cho bác sĩ gia đình lại cung cấp vaccine, để có trung tâm tiêm chủng chứ. Bác sĩ gia đình chỉ chăm sóc các thứ thăm khám hoặc những cái chung chung, những cái nhẹ nhàng thôi, trước khi mà chuyển đến các bác sĩ chuyên khoa. Đấy, thế cái vừa nãy là mang tính là gì nhỉ? Tuyên truyền giáo dục đúng không? Providing cái đấy not only, cái đấy vừa nãy xong but also. Đó. Check up and Immunization đó hả? immunization. Là cái Vâng. gì? Thăm khám và hướng dẫn các cái lịch tiêm chủng cộng đồng, tư vấn tiêm chủng. Lại là giáo dục và tuyên truyền và giáo dục và kiểu như là tuyên truyền cái chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng thì nó đúng hơn. Còn cái tiêm đấy thì còn cái tiêm chủng có thứ thì cụ thể em phải nói trong cái đoạn văn em viết, hiểu chưa? Cái này là mình nói hai cái ý lớn nào đấy khổng lồ, sau đấy để còn có cái con mà nhét vào đấy trong cái quá trình mình viết đoạn thứ hai. À, đoạn đầu tiên mình sẽ nó viết vào cái ý một
vừa nãy đấy. Đoạn tiếp theo, đoạn thứ hai mình sẽ viết là gì ạ? Cái ý hai đó là gì ạ? Educate, helping hoặc là providing education about public health, hoặc là medical prevention, đúng không? SND. Ừ, đấy, tùy các bạn, các bạn viết ra đoạn hai thì mình sẽ viết ý hai. Thế thì chỉ cần nhìn vào cái phần mở là người ta nhìn ra cái tổng thể mình sắp viết gì, nó đã ăn điểm rồi. Sau đó đoạn một rõ ràng cô nhắc lại một lần nữa, nó cũng đã nói rồi, trong mỗi đoạn như thế thì các bạn phải viết được cái gì, có câu mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Mở rồi xong bắt đầu các cái câu thân đoạn thì em làm gì, em làm em đưa em giải thích này. Đấy. Em phân tích này, explanation, analysis, giải thích, phân tích, chứng minh này, đưa ra các bằng chứng, proof này, và có ví dụ để làm sáng tỏ cái vấn đề này. Được chưa? Ví dụ như một bệnh nhân nào đó hay là gì đấy, hoặc là ví dụ vai trò của nó là giảm tải cái số lượng bệnh nhân mà đi thẳng đến bệnh viện, đúng không? Ví dụ như Việt Nam là cái y tế cộng đồng với cả là cái bác sĩ gia đình là chưa phát huy được cái gì cả, hơi tí là phi lên bệnh viện, các bạn có hình dung ra như thế không? Làm cho gì ạ? The hospital is very crowded, rất là đông đúc mà lại mất thời gian để tiếp 6 7 chục bệnh nhân mỗi ngày một bác sĩ. Mặc những đáng nhẽ những cái nhẹ nhàng như thế thì phải ở cái tuyến cơ sở bác sĩ gia đình, đúng không? Thì đến cái tuyến lớn là những tuyến những cái chuyên gia, các bạn có hình dung thế không nhỉ? Thì nó giảm tải đi. Việt Nam là làm không tốt thì nó chẳng có, kia là người ta ở nước ngoài phương Tây là người ta bác sĩ gia đình mỗi nhà là người ta có bác sĩ riêng, ví dụ phụ trách một ông bác sĩ đấy phụ trách bao nhiêu gia đình trong một cái địa hạt nào đấy, đúng không? Thế và ông ấy tư vấn, sau đó ông tư vấn là đến chuyên khoa nào đến bệnh viện nào. Còn những cái nhẹ nhàng thì bác sĩ gia đình có thể giải quyết đấy. Đấy, và bác sĩ đến viện thì người ta chỉ một ngày người ta chỉ có khám 3 đến 5 bệnh viện bệnh nhân thôi. Chứ không phải như mình là 60 bệnh nhân lại kèm theo cái việc đi học, vừa bịt khẩu trang, vừa khám bệnh, vừa học. Bó tay. Và sao không cáu gắt, đúng không? Lương thì lại thấp. Đúng không? Kia thì người ta bệnh nhân được chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Lương rất cao. Bác sĩ, luật sư, nha sĩ thứ là những cái ngành nghề mà gọi là gì nhỉ, cao quý đấy trong xã hội, valuable, noble, cao quý, noble, cao quý trong xã hội và được trọng vọng, và lương thì rất là cao. Năng lượng rất là cao, rất là tốt, rất là ổn. Nhưng là cái việc học hành của họ cũng rất khó khăn, vất vả, còn khó hơn Việt Nam nhiều. Đấy, thì các bạn đã hình dung được cách viết chưa? Các bạn triển khai nó ra, sau đó kết luận thì có những cái dấu hiệu để đưa kết luận. Kết luận là mình tóm lại những gì đã viết, mình dùng một câu kết luận khép lại những cái gì đã viết, hoặc là mình mở ra những cái điều mới mẻ để người khác nhìn vào một cái ý tưởng và sau này người ta sẽ nghiên cứu hoặc viết những cái to hơn đấy. Giống như kết luận ngày xưa các bạn học văn, và các cái dấu hiệu kết luận in conclusion, to conclude, in summary, in the nutshell. Hôm trước cô đã viết cho các bạn những cái từ dấu hiệu đó rồi, và để các câu nó liên kết với nhau mình dùng các cái từ gì, chứ không phải cứ đặt các câu vào với nhau nó nối với nhau đâu. Đấy, câu để tăng cường ý thì nói cái gì, câu để đưa ý đối lập thì dùng cái gì, câu để đưa ra ví dụ thì đặt cái gì, hôm trước cô dạy hết rồi, đúng không? Các bạn có học không? Có đi học không? Đó. Vâng, vâng ạ. Vâng Rồi, ạ. đấy. Thế thì bây giờ phải về viết chứ sao nữa. Viết, nhớ là viết, nghĩ đến cái cấu trúc tiếng Anh, chứ không phải vẽ mây vẽ trăng nhưng mà lại không diễn được sang tiếng Anh là chết. Bám vào cái cấu trúc, ví dụ em nghĩ đến tiếng Anh là khi mà miêu tả cái gì đấy thì dùng cái cấu trúc it cộng với tính từ for somebody, hoặc là it to cái đấy gì đấy cộng với tính từ for somebody to do something. Đó, nó có cấu trúc như thế. Còn enough thì đi với gì, đứng trước danh từ và sau tính từ, thế thì cũng cấu trúc đủ cái gì đấy để làm điều gì đấy. Tóm lại là phải lùa nó vào cái cấu trúc tiếng Anh để ráp nó. Nó làm sao mà mình cấu trúc mình chắc chắn, cấu trúc thì mình hãng viết, còn nó không phải là nối các từ với nhau như tiếng Việt Nam.
To be famous for something, to be careful with something, cẩn thận với cái gì đấy, nổi tiếng về cái gì đấy, nó cấu trúc của nó sau đó đi cái từ đấy là tính từ hay động từ và đi với giới từ gì, và sau cái động từ đấy đi sau nó là gì, stop doing something, ngừng để làm, ngừng hẳn làm cái gì đấy, ngừng hẳn cái việc gì đấy. Thế còn stop doing something là ngừng để làm một việc gì khác đó. Thế nó là các cái cấu trúc hết, chứ không có like doing something, like to do something. Đấy, nó phải theo cấu trúc để các bạn biết các động từ đi sau nó mới đúng ngữ pháp được nha. Em cô ạ. Dạ. Cho em hỏi ạ. Em cô, cái đoạn 1 viết rất là khó, bọn em chưa nhìn thấy bao giờ ạ. Cô có thể cho chúng em xin một vài bài văn mẫu để về chúng em tham khảo được không ạ? Cái gì? Cái 1 đấy ạ, cái đoạn 1 đấy ạ. Để đi tìm, cô cũng đâu có văn mẫu đâu. À, thế ạ. Dạ vâng ạ. Ừ, các bạn thử nhìn xong trong cái quyển viết của các bạn ấy, xem có cô cho chúng em mấy bài mẫu. Ừ. Chả có mẫu, lấy mẫu, chả có mẫu luôn. Thì trong sách có bài nào tương tự mẫu như thế không cô? Các bạn thử mở sách ra, các bạn tìm ở trong cái quyển sách này này, xem là người ta diễn giải các bệnh nhân ra. Thôi được rồi, nếu mà có thì cô sẽ chụp cho, sẽ tìm ở mấy quyển y xem có thì cô sẽ chụp cho nhé. Dạ vâng, chúng em cảm ơn cô ạ. Viết những câu rất đơn giản, ngữ pháp rõ ràng, khi mà nói thì lời nói gió bay, người ta vẫn hiểu, nhưng mà viết thì nó lại là phải dùng ngữ pháp rất nặng. Chính tả thì là trừ 1/4 trên 10, nhưng mà ngữ, cái lỗi ngữ pháp là trừ ngay nửa điểm. Đấy, ngữ pháp cấu trúc. Đó, các bạn hiểu chưa? Rồi sang bài số 2 nhỉ? Ừ. Số 3 đấy nhỉ, bài số 3 writing các bạn học chưa? Chưa cô ạ. Nói là chưa học gì đúng không? Nói, topic nói ấy. Ừ, có cái để viết số 3 này. Vừa nãy là cô dạy đề 2 đúng không? Ao ra như cơm bữa này. Này. Bài 3 này thì đơn giản hơn này. Đơn giản hơn này, các bạn nhìn thấy không? Và viết số 3 các bạn nhìn vào đi. Các bạn chưa viết thì các bạn nhìn vào, các bạn thử hình dung là phải viết gì, xong rồi cô nói cho cô nghe xem nào.
Đơn giản. Trong cái bài số 3 nó có cái mục viết tắt chỗ smoking in text N trên A có nghĩa là gì ạ? À? Smoking in N-A N-A nó viết tắt thường là của là not available, không sẵn có, hoặc là no answer, không có câu trả lời, hay là không biết thông tin về ông đấy chẳng hạn, về vấn đề đấy chẳng hạn. N-A viết tắt của hai cái như vậy nhé. Đấy nhá, surname này các bạn diễn ra là cô Sarah, cô Bớt Bớt Sarah, Sarah Bớt đúng không ạ? Sinh ngày như thế này, không diễn được cái câu này ra tiếng ra văn à, đọc hiểu được thì sẽ diễn được ra đúng không? She was born on, cứ có dính ngày thì on vào, on the first Nhưng mà bài này thì chắc viết đơn giản đúng không cô? Viết đơn tại vì giản thông tin về y nó cũng không có mấy thì mình cứ không diễn có mấy đây này. Dị ứng là cô dị ứng các nắt là các cái loại hạt đây này, lại. cô nắt đúng không, she get hoặc là she has, she get allergy, đúng rồi allergies okay with okay nắt đấy, chúng ta cứ biết được cấu trúc người ta diễn ra thôi. Vision for admission, lý do được nhập viện này, suspect fracture a bên này, nghi ngờ Nhưng ở gãy xương cánh tay. tay gãy tay đấy. Smoking intake thì no information đấy, not available. Hoặc là no answer thì là we're not sure whether she smoke or not. Tiền sử bản thân thì mình nói là individual history của Đấy, ví dụ như vậy. cái mục mà ví dụ như là khai thác tiền sử hút thuốc lá hoặc là tiền sử uống rượu ấy ạ. Thì mình nói là individual history ạ. Người ta ít biết cái individual history, Vâng. medical history thôi. Vâng. Medical record thôi. Family history hard easy. Không cần phải diễn theo các cái mục này mà nói là về bên nội này. Bên nội là dùng cái từ là ethno. Maternal. Bên nội. His maternal family had used to have people, many people with heart disease, ví dụ như thế. Đó, thì người ta hiểu là như thế, có nghĩa là father side mà. Còn bên ngoại là paternal. Maternal. Đúng rồi. Đây là bên ngoại
nội này. Còn là bên ngoài nhé. External. Other side được, cũng như nhau. Chính là other side. Đây là other side. Làm sao mà cứ đảm bảo viết đúng ngữ pháp là được. Gì nữa không? Được. Gì các bạn phải về nhà viết nhé. Không là bây giờ các bạn nhìn vào cái 10 cái topic ở đây. Thì khi mà đi vào để kiểm tra nói ấy, như thế này. Các bạn đã thi nói bao giờ chưa nhỉ? Cô nói qua này các bạn. Hello, chưa hello đâu? Ừ. Chưa đâu. À. Thì đi vào thì chúng ta sẽ phải nhớ hay nhớ việc đó là gì, là mình phải ký vào danh sách, ký trước lúc vào là ký luôn đi. Đấy, đây là 10 cái topic này, nó sẽ thi trong 10 cái topic này, các bạn sẽ bắt thăm đi xuống dưới chuẩn bị khoảng độ 5-7 phút, bạn ở trên xong thì mình lên. Đấy là mình chuẩn bị, mình gạch giấy ra, nghĩa là bây giờ mình về nhà mình phải viết ý ra từng cái thứ, 10 cái topic này mình sẽ nói gì nếu mà mình vớ phải, gồm những ý gì. Mình có thể tham khảo buổi hôm nay xong rồi tham khảo về, tham khảo thêm trên mạng và dựa vào những cái hiểu biết, những cái kiến thức của mình để nói làm sao rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ pháp, nói to, nói rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ pháp và không đọc sai từ. Vậy là cái good pronunciation đấy, nó quan trọng. Thế thì mới đầu là sẽ có một, nó sẽ gồm bài nói là gồm 3 phần bao giờ thế. Phần đầu tiên là phần giới thiệu về bản thân, gia đình hoặc sở thích hoặc cái gì đấy, đạo bạn có 1 phút để giới thiệu về bản thân. Bình thường mình nói 1 phút thì mình cứ nghĩ là nó ít, nhưng mà khá là lâu đấy. 1-2 phút để nói về bản thân nó dài lắm, không không phải là ít đâu. Nói nửa trang giấy nhá, chuẩn bị nửa trang giấy về bản thân. Ví dụ mình tên là gì, rồi em học, em đang làm ở đâu, em từ đâu đến, à, em đang sống với gia đình nhỏ, my private family in a small apartment, Mỹ Đình, ví dụ như vậy. Thế thì em giới thiệu xong rồi có thể giới thiệu dự định tương lai sau khi học xong khóa học này thì em sẽ làm gì, hay được công việc như thế nào, hay là kể một chút về gia đình mình, hay là kể một chút về sở thích của mình. Những cái đấy phải chuẩn bị hết. Nếu mà có hỏi thêm thì mình còn biết đường mà trả lời, em sẽ làm gì sau khi kết thúc khóa học này. Câu đấy thì nhớ mà chuẩn bị nha. Đấy, tiếp là gì nhỉ? Em thích làm gì vào thời gian rỗi? Đấy. Rồi là em có yêu công việc của em không? Do lab do rõ. Do like do rõ. Có yêu công việc của em không? Có thì tại sao? Why? Hoặc là what make you love do rõ. Điều gì làm cho em yêu? Thế thì mình phải kể là công việc của như thế nào làm cho mình yêu thì tự mà nói ra, sao cô biết được, đúng không? Chẳng hạn như là nó môi trường làm việc, chẳng hạn như là lương cao, lương cũng tốt mà môi trường làm việc thì tốt, và quan trọng đó là cái nghề mà tôi yêu thích, tôi được chăm sóc mọi người, giúp đỡ mọi người phục hồi để tôi cảm thấy tự hào và cảm thấy mình là người có giá trị. Điều đấy làm tôi yêu thích. Đó. Có nghe không nhỉ? Đâu hết rồi nhỉ? Chả thấy đứa nào nói gì. Thế thì phải chuẩn bị những cái câu cô vừa nói đi, về kiểu gì là cũng sẽ vớ phải, sẽ đã bị hỏi. Thế nếu như mà mình
nếu như mà mình miệt mài mình nói thì cô giáo chả hỏi làm gì nữa, mình nó nói suôn sẻ, nó nói hết rồi mình sao phải hỏi nữa. Nếu mình dừng lại không nói được thì sẽ bị hỏi, có hiểu không? Ngốc ngứ không nói được, cứ không nói được thì cô giáo phải hỏi. Có hai loại, có ba dạng để chúng tôi phải khi mà đi thi gặp phải, đó là những đứa nó nói được thì chẳng cần phải hỏi, nó nói vào nó nói tốt thì mình chỉ hỏi thêm để làm gì, để quyết định cho nó 9 hay 10, cho nó 8 rưỡi hay là cho 9, thường là như vậy. Đấy, nói như thế là điểm cao rồi mà. Bởi vì nó nói tốt rồi thì tôi sẽ hỏi thêm để làm gì, để tôi cho nó lên điểm tối đa, để cho nó lên điểm excellent. Đấy, điểm 9, điểm 8 rưỡi thì tôi phải hỏi thêm để make sure cái điều đấy. Một dạng, dạng thứ hai nữa là không nói được gì, hỏi cái gì không biết, đành hỏi những cái gì dễ nhất, hỏi làm sao để moi cho nó nói được vài câu, để cho nó làm sao nó được 5 điểm, không được nữa thì cho 3, thường là như thế, ít khi cho 0, cho 2, cho 1, cho 3, động viên nhưng vẫn trượt. Đấy là dạng thứ hai. Dạng thứ ba là nó trả lời cũng gọi là tương đối, thì rơi vào tầm 7 điểm thì có thể hỏi thêm gợi ý để cho nó lên được 8, ví dụ như thế. Đấy, còn không thì chẳng nói được gì thì có hỏi đến mãi như thế thôi, chứ đành phải chưa thôi. Đấy, phần nghe cái là phần đầu là đã biết là có nói được hay không rồi, kiểm tra nói như cái đấy thôi. Phần một là giới thiệu bản thân xong, bắt đầu topic của em là topic số mấy, em đã em rồi chuẩn bị đấy, thì bây giờ là ok, thank you đấy, xong bắt đầu bây giờ ok, let's start with your topic đấy, thì bắt đầu em bắt đầu vào thì phải chào hỏi ra ngoài. Good morning, good afternoon, teacher hay cái gì đấy. May I introduce something about myself? Có thể mình nên nói, mình nói trước khi mà cô giáo cần hỏi đi. Giới thiệu những cái gì suôn sẻ thì tự giới thiệu, tự nói đi, hay là thế này thế kia. Sao? Được chưa? Có thể giới thiệu về bản thân, giới thiệu cả về công việc, hoặc giới thiệu liên quan đến cả gia đình, hoặc là sau đó thì giới thiệu bạn về cái sở thích của mình. Được chưa? Đấy. Xong đó là đến cái phần topic. Topic thì em phải chuẩn bị thôi, không có gì khác, chuẩn bị sẵn ở nhà và có ý rồi lúc đấy chị nói thôi. Đấy, thế thì sau đó thì đến phần số 3 là thường là hỏi phát triển hơn hai cái câu hỏi xa hơn, sâu hơn của cái topic này, để xem nếu mà bạn ở trên kém thì hai câu hỏi đấy sẽ cho các bạn gỡ điểm, còn ở trên mà bạn nói tốt thì chị sẽ hỏi những câu rất khó để làm sao bạn đạt được 9 hay là 9 rưỡi, hay là thường cô chỉ cho đến 9 là nhiều nhất rồi, 8 rưỡi hoặc gì đấy, hiếm hoi lắm có đứa được 10, ít là bao nhiêu cả năm mới có một đứa được 10, một bạn được 10, thường là nó bọn nội chú hoặc là bọn gì nó bọn đấy nó IELTS, nó thi ví dụ nó thi IELTS 8 trở lên rồi, nó thường là được 10, nói siêu, nghe âm sắc của nó sướng hết cả cái lỗ tai, tỉnh hết cả người, khi mà cả một loạt những cái đứa nói không ra gì rồi lọt ra một hai đứa thế nó mệt. Đấy là ba phần của nói, được chưa, nắm được chưa? Cô chính chủ đề có rơi vào trong 10 cái topic kia không cô? Nó ở đây, nó là nó luôn. Là thế ạ, là rồi nội dung giới hạn luôn ạ. Sướng thế đấy, ôi sướng thế làm gì nữa, là nó luôn nhá, là nó luôn, thường là như vậy. Đấy thì để cho các bạn chuẩn bị sẵn, thế mà còn không chịu học nữa thì trượt thì đấy là đừng đổ tại số mà là tại mình, đúng không? Không phải tại số nữa mà là tại mình. Đấy. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi từng topic một, xem là
bạn ý tứ như thế nào. Số 1 này, what kind of information is included in a patient medical history? Cái loại thông tin gì được bao gồm trong cái medical history? Đây, ba cái bài viết chính là ba cái bài mà đã có những cái medical history ở trong đấy rồi. Các bạn người gạch ra cho cô. Tên, giới tính, đúng không? Tuổi, ngày tháng nhập viện, đúng không? Rồi là cái gì? Những cái gì nhỉ? Triệu chứng, symptom that the patient complained about. Triệu chứng mà bệnh nhân kể, bệnh nhân present, bệnh nhân phàn nàn. Rồi là gì? Cái gì nhỉ? Các bạn mở ra xem. Mở cái đấy ra, cái patient record đây này, hoặc là medical history này, là nhập viện rồi họ điều trị những cái gì, họ đã dùng những cái thuốc gì rồi này, rồi là family history, medical family medical history, tiểu sử gia đình, về y học ấy là đã có, ví dụ như bố thì đã chết vì bệnh tim, ví dụ vậy. Dựa vào cái căn cứ đấy thì nói là yếu tố di truyền thì là mẹ nó có thể lại bị này tiểu đường, bố tiểu đường, con mẹ hoặc con tiểu đường, mẹ tiểu đường, con tiểu đường, ví dụ như thế, nó có xét như vậy nó tăng giảm tăng cái nguy cơ đấy lên, người ta dễ chẩn đoán để điều trị đấy. Thì các bạn kể những cái đấy ra, các bạn ở trong cái bài quyển sách mà các bạn đã học có mấy cái medical history, các bạn về xem gồm những thông tin gì, các bạn phải gạch ra sẵn rồi học thuộc đi. Hôm sau kể bài xong. Số 2, what is the importance of describing symptoms? Tầm quan trọng của việc mô tả triệu chứng là gì? Theo các bác sĩ ơi. Tầm quan trọng của việc mô tả triệu chứng là gì? Nhưng mà phải diễn ra khoảng độ 2/3 trang giấy nha. Đủ 2/3 trang giấy thì 2-3 phút để nói phải được câu nọ câu kia chứ chẳng nhẽ lại nó hai câu dừng lại. Dài thế hả cô? Ồ dài chứ, 2 phút nói nhiều lắm chứ. Phần chuyên ngành này bọn em mà ngắt ngư tí thì chắc là hết 2 phút không cô? Không hết được. Thế ạ? Tất nhiên là sẽ có gợi ý cho các bạn. Đấy. Sẽ có gợi ý thường thì ở trong cái tờ chủ đề mà các bạn bắt phải thì nó sẽ có những cái gợi ý, ví dụ như là tầm quan trọng của một mô tả triệu chứng là gì, thì người ta sẽ gợi ý cho bạn mấy câu, thường là các cái câu gợi ý là what, why, when, how, that given question ấy, đúng không? Và từ đấy thì mình rút ra được cái gì, em có hình dung không? Mình nên đưa vào bài nói ví dụ quan trọng như thế, nên là bác sĩ thì chúng ta nên để ý đến, quan tâm nhiều pay mà due attention, quan tâm hợp lý to the pay due attention to the symptom that the patient presented, đúng không, để có một cái kết quả chẩn đoán nó chính xác, đúng không, và dựa vào đấy thì để đưa ra những cái test các thứ, những cái mà thăm, những cái yêu cầu bệnh nhân làm những cái test cho nó phù hợp, đúng không, chẳng phải dựa vào triệu chứng thì dựa vào cái gì? Dựa vào cái triệu chứng là cái symptom bệnh nhân kể đấy mới là quan trọng. Sau đó thì dựa vào cái dấu hiệu, cái sign là cái mà bác sĩ phát hiện sau thăm khám. Rồi là cái mà bác sĩ có được cái kết quả sau khi mà làm các cái test, các cái xét nghiệm, các cái họ yêu cầu chụp chiếu x-ray rồi. Các thứ, cộng hưởng từ các thứ thì nhớ mà thuộc các cái đấy đi, đưa vào câu. Thế thì sau đó dựa vào đấy mới có chẩn đoán đúng, điều trị mới chính xác được, mới hiệu quả được. Nó liên quan đến nhau mà, rất liên quan luôn. Vì vậy, bác sĩ phải sử dụng những cái câu hỏi như thế nào, hợp lý như thế nào. Rồi là phải đưa ra những cái sự cảm thông, chia sẻ làm sao để mà cho bệnh nhân người ta kể ra cái triệu chứng của người ta. Chính xác nhất. Nền tảng cho mình điều trị thành công. Các bạn tự viết ra nhá. Viết ý ra, sau đó là chuẩn bị mình sẽ nói những câu gì. Cũng phải nói tóm lại là có khi cũng phải tự ngồi và nói ra đã. Tự ngồi nói đến đấy nó mới nhuần nhuyễn, nó chỉ việc nó kiểu nó thả ra thôi.
không cần 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 xả ra thôi, chứ còn bây giờ mà đến đấy là không biết nói gì chết, không biết nói gì là trượt đấy nhé. Đâu rồi, alo alo, Dạ, chúng em đang nghe rồi. bọn Dạ em vâng đang ạ. nghe đấy ạ. Này mất chữ Dạ. O một chữ A. Thế thì tầm quan trọng của việc mô tả triệu chứng các bạn biết rồi, tiếng Việt đi nào thì các bạn diễn sang tiếng Anh. Đúng chưa? Cô vừa mới nói mấy cái đấy. Cơ sở để bác sĩ thăm, dựa vào đấy mà thăm khám rồi yêu cầu các cái xét nghiệm, và sau đấy thì mới nó hỗ trợ cho cái việc điều trị kết quả tốt. Như nào diễn giải nó dài dòng ra một chút. Các bạn biết hơn cô của bác sĩ mà. Đúng không? Được chưa? Sang câu số 3, what are some duty of a family practitioner? Nhiệm vụ, một vài nhiệm vụ của bác sĩ gia đình. Vừa lúc nãy vừa nói cái bài viết lúc nãy, nhiệm vụ của bác sĩ gia đình. Hoặc là tí nữa các bạn gõ nguyên câu này ở trên Google nhá, nó sẽ ra một loạt tiếng Anh mà mình gạch ra những ý chính, trong ý chính thì có những ý phụ nào, thế là mình bắt chước đúng không. Trong Google này cái gì chẳng có, lấy thêm cả trong đấy nữa, dựa vào kiến thức của mình để mình chắt lọc, xong rồi mình chọn những cái ý nào mà dễ nhớ nhất, xác thực nhất theo hiểu biết của mình, để làm sao nói những cái mà mình không hiểu ấy, nói những cái mà mình không hiểu ấy, đến lúc cô giáo hỏi lại là không trả lời được là chết dở. Đừng có nói phép, nói cái mà mình hiểu ấy, nó gần gũi với mình, đến hễ mà nó có hỏi thì còn biết đường mà trả lời, đúng không. Mình chém gió bốc phét, mẹ nói xong không hiểu mình nói gì ấy, thì chết nhá. Vâng ạ. Đấy, nhiệm vụ của family practitioner gõ Google ra hết, dùng những nêu ra khoảng độ những cái gọi là vắn tắt nhất, dễ hiểu nhất nhé, quan trọng nhất. Tiếp tục, what is involved in giving a physical examination? Điều gì điều gì liên quan đến việc khám thể lực, nhìn sờ gõ nghe này, nhớ cái bài đấy không các bạn? À, Có. đấy, nó trong cái bài đấy nhé, mở ra mà chuẩn bị nhìn giờ gõ nghe đấy, là chính là liên quan đến thăm khám thể lực đấy. Nhìn quan sát vẻ mặt, quan sát đấy, xong cái dấu hiệu sinh tồn. Bạn đây rồi. How do doctor become qualified to practice medicine in Vietnam? Làm thế nào để bác sĩ đủ tiêu chuẩn để hành nghề y ở Việt Nam? Đây thì các bạn mở cái bài hành nghề y ở nước ngoài ra, nhưng mà Việt Nam nó khác một chút, đó là gì? À, chúng ta nói là phải qua được trường y, check the path, the examination, the entrance exam to medical university, đúng không? Thì đó có thể là gồm những trường nào mà kể ra, mấy trường của y được Medical University Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Medical University này. Như thế, hoặc là gì học ở nước ngoài về cũng được. Hoặc là gì graduate, the doctor must graduate from Medical University in foreign country, đúng không ạ? In abroad đó, phải học như thế. Thế thì sau khi học thì là bác sĩ thì là học 6 năm nhỉ, học xong rồi thì phải học thêm 2 năm đến 3 năm chuyên khoa chuyên khoa nữa, chuyên khoa nữa thì mới bắt đầu được cái gì cấp chứng chỉ hành nghề, đúng không, đúng không. thực hành 18 tháng thì được cấp chứng chỉ thành nghề. Sau lại còn phải thực hành ở bệnh viện bao nhiêu lâu nữa mới qualify được, tôi bác sĩ mới nghe giành được cái gọi là cái gì nhỉ, license, được cấp phép, sự cấp phép và cấp phép.
vừa là động từ vừa là danh từ nhé. The license nữa cũng được, nó là danh từ. The license to be qualified enough to work in a hospital or open his own clinic, để mở phòng tự khám tư riêng hoặc là mở làm cho bệnh viện đấy. Đó thì là bác sĩ phải như vậy. Đấy. Trước tiên là phải thi vào trường y, xong lại học thì xong học chuyên khoa gì đấy, thì có nhiều cách học và mở rộng thêm như thế. Có thể là học chuyên khoa hoặc là học nội trú. Bác sĩ nội trú là resident. Hoặc là học cao học, lên cao học đấy. Hoặc là thêm cả tiến sĩ, đấy là tùy đấy. Người ta muốn hỏi về giáo dục mà nó gần giống như nước ngoài nhưng nó khác một chút. Ở nước ngoài có những cái trường thì trước khi em được vào trường y thì nó lại còn học cái trường pre-medical school, là tiền của y đấy, tiền của trường y. Đó là người ta sẽ cho các bạn cái môn cơ sở trước, hóa sinh các thứ trước khi là em phải vào trường đấy học được, đã xong rồi 2 năm hay gì đấy xong rồi được vào trường y. Lại là như thế đấy, một số nơi là như vậy. Nên Việt Nam nó khác vào thằng trường y. Bốc phét thêm là trường, nói thêm những cái câu chẳng hạn như kỳ thi này thì không phải là khó, mà thường là những cái top đầu thì mới qualify được, để hay là pass the exam, cho đến exam cho Hà Nội này, cho medical university xong rồi đấy. Đấy, phải bao nhiêu năm đi theo học xong trường y, thì trong quá trình học lại cũng phải mấy năm cuối thực hành. Đấy, các bạn biết hơn cô gì, cô ta biết kỹ càng là các bạn làm những cái gì, học như thế nào, đúng không? Thì phải theo bác sĩ bao nhiêu năm nữa xong bắt đầu mới được nghề thực sự là làm việc đấy, độc lập đấy, phải phục vụ các bác sĩ rồi ta học nghề từ các cái bác sĩ, đúng không? Các thầy trong viện như nào thì các bạn kể ra cho nó hoành tráng. Nhưng mà nói tiếng Anh nó khó. Thì phải thi để nói tiếng Việt thì nói chuyện. Nhưng mà sử dụng những cái câu nó mẫu câu chút nó đơn giản thôi. Đấy. Câu 6. What are some risk factor and complication of diabetes? Cái này thì gõ trên Google là ra hết. Nhá. Các cái yếu tố nguy cơ, những yếu tố nguy cơ và biến chứng của tiểu đường. Ôi, em phải nói ra tiểu đường gồm mấy tuyếp. Đó. Rồi các loại là như thế nào, nguy cơ biến chứng ra sao. Nhá. Này thì phải search Google ra mà ấy thôi, hoặc các bác sĩ biết rồi các bác sĩ biết ra, chuẩn bị sẵn trong Google có hết. How can a person lower risk of heart disease? Làm thế nào để một người giảm cái nguy cơ bị bệnh tim? Thì theo như cô biết thì các bạn nói là bệnh tim mạch thì cuộc sống càng hiện đại, mà trong nói hay viết mình cũng nên có câu mở nha, câu mở, câu kết. Câu kết là những bài học mà mình rút ra, có hiểu không? Những bài học tóm lại cái đấy, hoặc những bài học mà mình có thể rút ra sau khi cái đấy, sau khi cái bài nói của mình, sau cái nội dung chúng chính thì mình rút ra cái gì, có hiểu không nhỉ? Ví dụ như là như thế thì nên là phải chúng ta, bản thân chúng ta thì nên phòng tránh bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch. Thế thì bây giờ là how can a person, làm thế nào để người ta giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch, giảm nguy cơ bằng cách nào? Thể dục, chế độ ăn của. Đúng rồi, tập thể dục, diet, good healthy diet, được ăn thì như thế nào, nhiều cái thịt, các loại thịt đỏ và ăn nhiều rau quả, sạch đấy, rồi ăn, rồi là tập thể dục, rồi là cân bằng, rồi là balance between working and relaxation, công việc và thư giãn, đấy, vừa kiếm tiền nhưng cũng phải biết enjoy life, đấy, bởi vì là đúng không? Cô được biết là thể stress là một trong những nguyên nhân rất là lớn gây ra bệnh tật ung thư, các hiểm nghèo được chưa? Viết ra rồi. Bất kỳ patient seen in an emergency room, bệnh nhân thì được thấy ở trong phòng cấp cứu tai nạn này, đúng không? Bệnh nhân bệnh nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng, trong sách cái bài đấy có nhé. Bạn cũng phải về viết ra. Modify nó dài dài ra tí, chứ không phải kể mỗi ai một câu là bệnh nhân như thế này thì thường thấy trong phòng cấp cứu hỏi là trả lời thì chết. Thì lại hỏi thêm cho 5 câu nữa thì vỡ mặt.
nhá. Kể nó ra, nó dài dài đủ ý vào, phát triển nó ra một tí, đúng không? Không phải hỏi này trả lời công cộng mỗi câu này đâu nha, nhớ đây là cả một cái topic, nó rất nhiều khía cạnh. Cô làm phần này mấy phút hả cô? 2 phút, tính nhiên là 2 phút. 2 phút nói được nhiều lắm cả trang giấy à, không phải là 2 phút nó trôi nhanh đâu. Giống như các bạn cứ hình dung 2 phút mà các bạn đứng ở đèn xanh đèn đỏ lâu như thế nào, 2 phút nói nó như thế, mà đứng ở đèn xanh đèn đỏ 90 mấy giây như thế là nó có phút rưỡi thôi, đúng không? Có phút rưỡi mà đợi có thấy lâu không? Chứ nói cãi nhau Lâu lâu lắm mà. mấy bài rồi còn gì nữa, nên là đừng có nghĩ 2 phút mà EA mà nói hết đâu. 2 phút lâu Lắm ạ, sợ lắm ạ. sợ thì không được, sợ sợ là trượt đấy, không được sợ. Để chuẩn bị cho kỹ lưỡng và tự tin ăn nhau ở cái phong thái vậy, ăn nhau thần thái được, tự tin thế này đúng không? Để cuống hết cả lên xong cứ run bần bật 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 bà này là trượt đấy. Cô ơi, cô muốn đi hỏi thi, cô hỏi bọn em câu dễ dễ rồi cô nhé. Thì đấy, thì cũng nó chỉ có từng Cô đấy đừng hỏi bọn em dễ rồi cô nhá. Cô Đấy. hỏi cô đơn giản thôi ạ. À. Cô hỏi Bạn. nhiều từ mới quá bọn Đây. em, chuyên ngành quá bọn em, cô không biết hết chuyên ngành nhà cô. Đấy thì có đây, có topic đây rồi thì cho loanh quanh người trong những cái này thôi chứ hỏi người cái gì. Nó xa xôi, những cái topic này là khai trong bài các bạn học ra gì đâu. What are some ways to prevent infection from spreading? Một vài cách để ngăn chặn lây nhiễm. Những cái nhiễm khuẩn nó là lan tràn trong bệnh viện ở nhà đấy, thì làm thế nào đeo khẩu trang, chế độ vệ sinh tốt, rửa tay ngày bao nhiêu lần đấy, cái thứ đấy đúng không? Vệ sinh cái okay, các cái gì nữa các bác sĩ biết thừa cái này rồi, và kết hợp trong kiến thức trong sách nữa, các bạn tối thiểu là phải gạch ý ra và ngồi tập nói đi. Ý gì mà đến lúc đấy nó quên hết đi. Đấy mà không học bài thì sẽ không nói được. Thế thôi. Mở bài với cả cái này nói ngon là đỗ rồi. Nên 2 câu kia trả lời ngon lành nghĩa là 9 điểm. 8, 8 rưỡi 9. Không nói được người chịu. Rồi, bây giờ các bạn nhìn lại xem có hỏi gì không. Cô ơi cho em hỏi cái, ví dụ như là nếu mà các cái bài viết mà có quá bọn em không biết triển khai ý thì bọn em lấy nguyên cái bài đọc ở trong sách giáo khoa có được không cô? Lấy nguyên bài nào trong ngày hôm qua, bài gì Ví dụ như có cái bài Family Medical Medicine ấy không? À. gồm những ý gì thì em chỉ lấy Ý chính rồi hả cô? cái ý chính thôi chứ nó gồm những mục gì thôi chứ em lấy trong đấy em kể ra thôi chứ em lấy nguyên cái đấy thì chết à, nguyên cái đấy thì nó có cả nội dung. Em cô có thể cho chúng em xin cái file PDF của cái book 1 không ạ, để chúng em xem có thêm từ mới thêm chủ đề rồi về tham khảo thêm không ạ? PDF gì nhỉ? Cái book 1 đấy ạ. Đây đang học là book 2 và book 3, chúng em xin cái file mềm của book 1. Không có file chứ, cô có đâu, cô chỉ có sách thôi. À đấy ạ. Cứ ra ngoài cổng trường y nó chụp bán đầy để mua mọi một cái này xem. Dạ vâng. Sách gì mà đấy cũng có hết, em coi trường. Cô những bài nghe rồi bài đọc ở trong phần revision ôn tập này là có thi lại không cô, hay là toàn mới hoàn toàn mới hết ạ? Gì cơ? Em muốn hỏi là những cái bài đọc ạ, và những cái bài reading hoặc là listening ở trong cái phần revision đã ôn tập như này thì có thi không cô, hay là mới hết hoàn toàn ạ? Reading ở trong những cái phần này à? Bài reading á? Vâng ạ. Ra để đi lấy nhưng trong này làm gì? Hay lấy À, thế mới hết ạ. bài đọc nó phải là bài đọc chứ sao mà ấy được? Bài đọc nó phải đọc dạng như bài đọc trong 3 cái đề ôn kiểu như vậy chứ đâu có phải là bài đọc trong sách. Đúng.
Cô cái phần writing thì nội dung có giống ngôn tập không ạ? Kiểu như vậy đấy. Dạng như vậy. Dạng như thế. Sớm quá làm gì nữa. Ok chưa? Any question? Thế cô thi 4 nội dung thì tập trung trong 1 ngày hay là 2 ngày ạ? Rõ cái này nhỉ. Thường thì nói thì riêng 1 ngày. Còn nghe đọc viết thì vèo cái trong 1 buổi. Trong vòng bao nhiêu đấy ngồi vào trong thi viết thì thi đọc. Đọc viết nó nằm trong một cụm luôn, nghe luôn. Nói thì ngày hôm sau. Vâng ạ. Any question? Hỏi gì nữa không? Không nghỉ nhá. Chúc các bạn ôn thi tốt, chuẩn bị kỹ càng bài nói để làm bài tốt nhất. Ok. Ba bài viết dạng như này cũng phải chuẩn bị kỹ nhá. Cảm ơn cô ạ. Em chào cô ạ. Chào cô ạ. Good luck to you all. Ok. Hope to see you.